Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với những nội dung chính sau đây. Từ dấu son chói lọi 30 tháng 4 năm 1975, lịch sử dân tộc ta bước sang trang mới độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tỉnh Hà Giang quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong 4 ngày nghỉ lễ, các huyện vùng cao Hà Giang đón gần 50.000 lượt khách du lịch. Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng. Cháo ấu tẩu, món ăn chứa đựng nét ẩm thực độc đáo ở Hà Giang. Bây giờ 9 năm về trước, mùa xuân năm 1975, bằng sức mạnh 4.000 năm của cả dân tộc, quân và dân ta đã thần tốc tiến vào trận đánh cuối cùng, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, lá cờ của quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ dấu son chói lọi này, lịch sử dân tộc ta bước sang trang mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Để đi tới chiến thắng vĩ đại, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, non sông tua về một mối, cả dân tộc ta đã bền gan vững chí, kiên trì đấu tranh, vượt qua bao khó khăn gian khổ, hy sinh cho 30 năm, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chiến thắng 30 tháng 4 là kết quả của việc phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đặt dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân tỉnh Hà Giang đã vượt mọi gian khổ, hy sinh, huy động tối đa sức người, sức của, chi viện cho tiền tuyến, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại. Nhớ về ngày chiến thắng, chúng ta càng nhớ ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu và công lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên suốt chặng trường chinh của dân tộc. Không thể quên những gia đình có công với nước. Phát huy tinh thần cách mạng mùa xuân năm 1975, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra để viết tiếp những trang sử hào hùng. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhưng kỷ niệm về những ngày tháng tư lịch sử, về đại thắng mùa xuân năm 1975 của toàn dân tộc vẫn in đậm trong tâm trí những người lính năm xưa. Đó là một phần ký ức không thể nào quên. Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với các cựu chiến binh, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Dù 49 năm đã trôi qua, nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 30 tháng 4, các cựu chiến binh đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở thôn Nà Xá, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, lại cùng tập hợp ôn lại những ký ức về một thời mưa bom, bão đạn. Mặc dù trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mỗi người làm một nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều cảm thấy tự hào và xen lẫn niềm xúc động. Trong đó phải kể đến cựu chiến binh Nguyễn Tiến Đồng, được giao giữ nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm và cả những đồng đội bị thương, hy sinh về căn cứ. Cái nhiệm vụ được đơn vị giao thì làm công phân công làm công việc là vận chuyển kháng thương binh, rồi là làm công tác phục vụ cho phía trước. Đấy, ví dụ như là chuyển đạn này, tải gạo này, đưa thương binh này, rồi đưa súng đạn vào vị trí cho đơn vị chiến đấu. Nghe tướng Dương Quang Minh phát biểu xin đầu hàng thì cả đơn vị anh em giao vàng đến thế thôi, sướng rồi, bây giờ đỡ rồi thế thôi. Trong cuộc kháng chiến nào cũng vậy, căn cứ thông tin luôn là mục tiêu đánh phá số 1 của quân địch nhằm cắt đứt mối liên lạc nội bộ. Do vậy, nhiệm vụ của các chiến sĩ thông tin liên lạc không kém phần nguy hiểm, gian nan như các chiến sĩ cầm súng ra mặt trận. Nhưng với lòng quả cảm, những người lính chiến dịch Hồ Chí Minh đã truyền tin một cách kịp thời, an toàn và tuyệt mật, góp phần quan trọng vào thành công của các trận đánh. Khi nhận được tin điện khẩn của hỏa tốc hay là ấy của thủ trưởng thì đưa về là mình truyền nhanh, chính xác và đúng kịp thời, đấy, đúng thời gian, đấy, rất là quan trọng. Chậm là không được, đấy, những người đấy là thủ trưởng sẽ lên có các trận nào ở chỗ nào là lên hết, lên thông báo, lên qua điện hết. 49 năm trôi qua,
Những người lính tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm xưa, giờ đây tóc đã nhuộm màu, nhưng thời gian không thể làm các cựu chiến binh quên đi được ký ức oanh liệt của mình. Ngày nay trở về với địa phương, những người lính năm xưa ấy đã và đang tích cực tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần làm sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Hiện tỉnh Hà Giang có tổng số trên 220.000 thanh niên, chiếm trên 24,7% dân số của tỉnh và chiếm trên 50% cơ cấu lao động xã hội. Xác định giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, các cấp các ngành của tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức gìn giữ và nâng cao giá trị di sản, văn hóa lịch sử quê hương dân tộc, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng văn hóa con người Hà Giang phát triển bền vững. Trong những năm qua, công tác giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử cho thế hệ trẻ, học sinh, thanh thiếu nhi luôn được các cấp các ngành quan tâm, đổi mới phương thức đa dạng, phong phú phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị địa phương, qua đó luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của các em học sinh, các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đoàn trường tổ chức cuộc thi cho đoàn viên thanh niên thiết kế những infographic để tuyên truyền về truyền thống lịch sử cũng như là tuyên truyền về pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ thì đoàn trường đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên tổ chức sinh hoạt, ví dụ như qua hình thức là xem video clip, thuyết trình cũng như là tổ chức những trò chơi để cho đoàn viên thanh niên có thể là hiểu biết thêm về pháp luật, cũng từ đó thì chấp hành tốt về pháp luật cũng như là nâng cao được ý thức đạo đức cho đoàn viên thanh niên. Xúc động và trào dâng lòng tự hào trước lịch sử hào hùng của dân tộc, đó là cảm nhận chung của rất nhiều em học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang sau khi xem xong những thước phim lịch sử, nhất là vào thời điểm khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, được sống trong những ngày tháng 4, tháng 5 lịch sử hào hùng của dân tộc, những chiến thắng vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, như thôi thúc các em có thêm động lực để phấn đấu học tập tốt và mong muốn được cống hiến sức trẻ cho quê hương đất nước. Qua các buổi học chuyên đề lịch sử thì và xem phim tài liệu thì cháu cảm thấy là rất xúc động vì sự hy sinh anh dũng của các anh hùng trong lịch sử dân tộc, và để mà nhớ ơn, tưởng nhớ đến các anh hùng đã hy sinh đấy thì chúng cháu cần học tập và rèn luyện để bảo vệ quê hương đất nước. Ngoài việc tích cực giáo dục tại trường, các cơ sở đoàn còn tổ chức cho học sinh tham gia các hành trình về nguồn đến với các địa chỉ đỏ. Cùng với đó, thăm hỏi động viên các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, các gia đình chính sách tại địa phương bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực thể hiện được tình cảm trách nhiệm của thế hệ trẻ. Trong thời gian vừa qua, thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã triển khai các hoạt động nhằm đổi mới, cũng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống đạo đức lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh thiếu nhi thông qua các hoạt động phong trào, sẽ nhấn mạnh ý nghĩa và nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh thiếu nhi về các cái ngày lễ lớn, về truyền thống lịch sử và cũng như là giáo dục kỹ năng sống và đạo đức, nhằm làm sao giúp cho các bạn trẻ nhận thức và hiểu rõ, nắm bắt được. Có thể khẳng định sự đổi mới sáng tạo trong hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử đã truyền lửa, vun đắp tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thanh thiếu nhi trong học tập, rèn luyện, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Hà Giang nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, năm nay kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 được kéo dài liên tục 5 ngày. Chính vì thế mà lượng khách du lịch đến với công viên địa chất toàn cầu Cao Nguyên Đá Đồng Văn khá đông. Theo ghi nhận, trong 4 ngày qua, trên địa bàn các huyện vùng cao đã đón gần 50.000 lượt khách du lịch đến tham quan trải nghiệm. Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ vừa qua, huyện Đồng Văn đã đón tổng cộng 1.989 đoàn khách với trên 20.000 lượt khách đến tham quan. Trong đó, khách quốc tế là 677 đoàn với 7.717 lượt khách. Để chủ động trong công tác đón tiếp và phục vụ du khách, từ nhiều ngày trước đó, các ngành chức năng huyện Đồng Văn đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nhằm ổn định an ninh trật tự, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh du lịch, đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, an toàn cho du khách. Các địa điểm tham quan nổi tiếng thu hút khách đông đảo như cột cờ quốc gia Lũng Cú, điểm dừng chân dốc Thẩm Mã, khu dinh thự họ Vương và khu vực phố cổ thị trấn Đồng Văn. Để phục vụ khách du lịch, huyện Đồng Văn đã chuẩn bị tốt các điều kiện để thu hút khách du lịch.
kết hợp với tổ chức đa dạng các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian, qua đó để lại nhiều ấn tượng đẹp cho mỗi du khách. Theo thống kê của huyện Yên Minh, từ ngày 26 đến hết ngày 29 tháng 4 trên địa bàn huyện đã đón hơn 2.637 lượt khách du lịch từ các nơi, trong đó riêng khách nội địa là 1.786 lượt khách. Tại xã Du Già, nơi được nhiều khách du lịch nước ngoài lưu trú nhất vì nơi đây có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành mát mẻ. Đến đây, du khách được tận hưởng không khí trong lành của núi rừng hoang sơ và có những giây phút thư giãn tuyệt vời khi đắm mình trong dòng nước trong xanh mát lạnh của thác nước Ba Tiên ở thôn Thâm Luông. Bên cạnh đó, khách du lịch còn được tìm hiểu nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc cùng với lối sống và văn hóa ẩm thực phong phú của người dân nơi đây. Với lượng khách tương đối đông như thế, trong những ngày vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội của huyện Yên Minh đã tăng cường công tác kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ ở các điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn huyện, kiểm tra các cơ sở lưu trú, công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự để đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ diễn ra an toàn. Dịp nghỉ lễ năm nay tính đến ngày 30 tháng 4, huyện Mèo Vạc đã đón gần 16.500 lượt khách, trong đó khách quốc tế là hơn 3.000 lượt người. Trong những năm qua, huyện Mèo Vạc đã không ngừng nỗ lực đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất, phục vụ phát triển du lịch. Đặc biệt, đèo Mã Pí Lèng nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ là điểm thu hút nhiều du khách đến đây. Khi du khách qua cung đèo này, hầu hết đều dừng lại chụp ảnh, quay video lưu niệm. Vợ chồng anh Khiêm, du khách đến từ Hà Nội đã lựa chọn phương tiện xe máy để vừa đi vừa có thể dừng ghi lại những khoảnh khắc của hai vợ chồng khi được hòa mình với thiên nhiên và con người nơi đây. Mình cũng định là đi bằng xe ô tô, thế nhưng lần này mình quyết định là đi bằng xe máy để trải nghiệm một cái cao nguyên đá của Hà Giang thật hùng vĩ và thật đẹp, con người thì thân thiện. Cảnh quan không chê ở đâu và ra là thời tiết cũng rất mát mẻ, không oi bức như Hà Nội. Ngoài ra, khi du thuyền trên dòng sông Nho Quế cũng là một trải nghiệm tuyệt vời, giúp du khách cảm nhận được sự yên bình và hoang sơ của vùng núi cao. Cùng với đó, làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pà Vi Hạ, xã Pà Vi là một điểm đến thú vị khác. Đến đây, du khách có thể tìm hiểu về văn hóa truyền thống và cuộc sống của người Mông. Với sự thân thiện, mến khách của con người nơi đây và sự quản lý nhà nước từ cấp ủy, chính quyền địa phương về bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn huyện, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phục vụ phát triển du lịch đã thu hút đông đảo du khách đến với huyện Mèo Vạc. Khám phá vùng cao huyện Mèo Vạc trong dịp nghỉ lễ không chỉ mang lại trải nghiệm tuyệt vời từ vẻ đẹp thiên nhiên mà còn góp phần mang lại tinh thần sảng khoái sau những ngày tháng làm việc vất vả. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, từ khóa glamping dần nổi lên như một xu hướng cắm trại mới của giới trẻ, với mong muốn hòa mình vào thiên nhiên, biết tận hưởng cuộc sống nhưng vẫn đặt sự tiện nghi của bản thân lên hàng đầu. Nếu đã quá quen thuộc với kiểu cắm trại truyền thống hay vẫn đang tìm kiếm một điều gì đó khác biệt và thú vị hơn, thì glamping chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho khách du lịch khi đến với Hà Giang. Nằm ở thôn Khuổi Mi, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang, khu nghỉ dưỡng The Palm Hà Giang Ecolodge được đông đảo du khách biết đến không chỉ với vẻ đẹp hoang sơ mà nơi đây còn mang đến cho họ cảm giác bình yên, thư thái sau những ngày dài làm việc mệt mỏi. Mô hình glamping được đưa vào hoạt động từ năm 2023, nhưng sức hút của nó ngày càng thể hiện rõ rệt khi đa phần lượng khách đến đây là các bạn trẻ thích khám phá thiên nhiên hoang sơ và trải nghiệm sự ấm cúng. Với mức giá hợp lý chỉ 500.000 đồng cho một ngày thuê lều, du khách còn được phục vụ miễn phí bữa sáng và đồ uống. Ngoài ra, du khách cũng có thể tổ chức những bữa tiệc ngoài trời và thưởng thức các món ăn địa phương với giá khoảng 150.000 đồng một người. Chi phí cho cái khu lều trại thì chi phí nó rất là thấp so với, để mà so với cái một cái khách sạn hoặc một khu lưu trú mà quy mô như thế này thì chi phí nó có thể nó sẽ tiết kiệm hơn hàng mấy chục lần. Về chất lượng dịch vụ nhà mình thì mình đảm bảo là với cái mô hình glamping ấy thì chất lượng dịch vụ đi kèm là sẽ đảm bảo cho khách hàng. Glamping được xem là một mô hình cắm trại phiên bản tiện nghi, sang trọng và cao cấp hơn. Glamping khác với hình thức cắm trại thông thường ở chỗ, người thuê sẽ được cung cấp mọi thứ từ lều trại với đầy đủ tiện nghi cho đến thực phẩm, cùng các dịch vụ tiện ích đi kèm. Đây được xem như là một khách sạn hạng sang ngay giữa lòng thiên nhiên hoang dã. Chúng tôi ở ngay khu lều glamping dưới kia, thực sự là một trải nghiệm thú vị. Khu lều được chăm sóc chu đáo, chất lượng nơi này rất cao. Một lần nữa cần nhắc lại, các nhân viên cực kỳ nhiệt tình và trợ giúp chúng tôi trong tất cả mọi việc. So sánh với hai khu nghỉ ở gần đây mà tôi từng lưu trú, thì mô hình glamping này tốt hơn rất nhiều. Tôi rất muốn quay trở lại nơi đây, tôi sẽ đến đây thêm cả trăm lần nữa.
Tuy còn mới mẻ nhưng glamping tại Hà Giang hứa hẹn sẽ là một hình thức du lịch hấp dẫn, độc đáo, mang lại nhiều lợi ích cho du khách, cộng đồng địa phương và ngành du lịch nói chung. Cùng với sự sáng tạo và đầu tư thông minh, glamping có thể trở thành một yếu tố quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững tại Hà Giang trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay trùng với thời điểm thời tiết nắng nóng gay gắt. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng thì thực phẩm dễ bị ôi thiêu, dẫn đến các nguy cơ mất an toàn vệ sinh. Tại các hàng quán trên địa bàn tỉnh, nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang được tăng cường. Tại quán nướng Trung Hoa Quán, đường Lê Quý Đôn, tổ 8, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đang được quán tăng cường thực hiện. Do ý thức được mùa nắng nóng, thực phẩm để bên ngoài sẽ rất nhanh hỏng, ôi thiêu, nên toàn bộ đồ nướng luôn được bảo quản trong các ngăn mát của tủ lạnh. Cái thời tiết này thật sự rất là nóng, mà nếu mà không được bảo quản cẩn thận ấy, thì là sẽ bị ôi thiêu rất là nhanh. Nên là hàng hóa về là chúng tôi cho luôn vào tủ lạnh để bảo quản. Và cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm này không chỉ là góp phần làm đẹp cho bộ mặt của quán, mà còn góp phần quảng bá cho du lịch Hà Giang mình. Với các thực khách, điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là tiêu chí quan trọng khi chọn quán ăn tại thời điểm này. Khi lựa chọn quán ăn thì mình sẽ lựa chọn những quán mà khi mà mình vào quán mình cảm thấy nó sạch sẽ, tức là quán ở đây quán thì có tủ lạnh để bảo quản này, nhìn đồ ăn nó rất là tươi nên là mình lựa chọn vào đây. Còn tại nhà hàng Phố Núi, tổ 1, phường Nguyễn Trãi, việc lau dọn, khử khuẩn bàn ghế và các dụng cụ nấu nướng cũng đang được tăng cường. Theo đại diện của nhà hàng cho biết, an toàn thực phẩm là vấn đề tiên quyết với những người kinh doanh thực phẩm, phải thực hiện tốt để tránh sự việc không mong muốn xảy ra. Bên cạnh đó, trong dịp nghỉ lễ này, nhà hàng sẽ đảm bảo giá cả được giữ nguyên và niêm yết rõ ràng. Ý thức được việc nắng nóng sẽ dễ gây ôi thiêu cho thực phẩm, nên là gia đình chúng tôi đã chuẩn bị bảo quản ở tủ lạnh. Ngoài ra, chúng tôi luôn luôn vệ sinh sạch sẽ khu vực nấu nướng, bếp và nội bộ trong nhà hàng. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thời điểm này, đặc biệt là trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã ra quân kiểm tra các cơ sở ăn uống với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các chủ cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Vừa là kết hợp kiểm tra, vừa là tuyên truyền cho các cái chủ cơ sở, người ta nhận thức được cái trách nhiệm, vừa là chấp hành nghiêm các cái quy định về cái vấn đề cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về nhân viên đối với lại nhân đội ngũ nhân viên phục vụ và cũng như là cái nguyên liệu thực phẩm để đảm bảo cái chất lượng và cũng như là cái thực hiện tốt cái quy trình sơ chế chế biến thực phẩm ở trong cái nhà hàng. Vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng khi xảy ra các sự cố nghiêm trọng có thể dẫn đến chết người. Vì vậy, để có một kỳ nghỉ lễ an toàn, du khách nói riêng và mọi người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời đồng hành với các cơ quan chức năng bằng việc phản ánh các cơ sở không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu hỏi nghỉ đêm ở Hà Giang có món ngon gì để thưởng thức, nhiều người sẽ nhắc ngay đến cháo ấu tẩu. Từ một món ăn truyền thống của vùng cao Hà Giang, cháo ấu tẩu đã trở thành thương hiệu ẩm thực khi lọt vào top 121 món ăn tiêu biểu trong hành trình tìm kiếm các giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam bình chọn. Điều đó cũng góp phần nâng cao giá trị của củ ấu tẩu. Thưa quý vị và các bạn, xã Cao Mã Pờ của huyện Quản Bạ được coi là thủ phủ của cây ấu tẩu ở Hà Giang với diện tích trồng lên tới hơn 30 hectare. Đây không chỉ là một cây trồng đem lại giá trị kinh tế, mà ấu tẩu còn gắn bó với người dân và trở thành một món ăn ẩm thực có từ lâu đời. Đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Hà Giang đang phát triển mạnh mẽ về du lịch, thì món cháo ấu tẩu đã được đông đảo du khách trong nước, quốc tế tìm đến trải nghiệm và yêu thích. Mùa thu hoạch ấu tẩu kéo dài từ tháng 6, tháng 7 đến khoảng tháng 10. Trước đó cần chăm sóc tốt để cây cho ra củ chất lượng. 4 hectare cây ấu tẩu được coi là tài sản lớn của gia đình anh Hoàng Sơn Cồ, xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ. Mỗi năm thu nhập từ bán ấu tẩu đem lại khoảng gần 30 triệu đồng. Kiểu diễn kinh tế cao hơn ngô, thì thường xuyên trên này thì nó khí hậu phù hợp thì trồng ấu tẩu nhiều hơn, ngô thì trồng ít hơn. Bình quân là năng suất từ 80 đến 90 tạ trên hectare. Đầu vụ thì khoảng dao động từ 50 đến 60 nghìn, còn là cuối vụ thì sẽ từ 100 đến 120. Trong cái cải tạo vườn tạp thì chúng tôi cũng khuyến khích bà con nhân dân là đưa cái ấu tẩu vào để trồng
và các cái diện tích mà được cải tạo tạo thì bước đầu thì cũng đã cho năng suất rất là khả quan. Ở thành phố Hà Giang, trà ấu tẩu có quanh năm và đặc biệt chỉ bán vào buổi tối. Bởi lẽ theo kinh nghiệm lâu năm của những người dân ở đây, cháo có tác dụng tốt nhất qua giấc ngủ đêm và cũng giúp ngủ sâu giấc hơn. Vì thế khi phố lên đèn cũng là lúc hàng cháo ấu tẩu tấp nập khách ra vào. Cháo tẩu này là thời xưa thấy các cụ trong làng ấy nấu ăn để nhưng lúc mà tập võ ấy, thì là đau người, ăn vào nó khỏi đau người. Từ đấy thì là mình cảm thấy là cái món này thì là kiểu như là cũng là cái món thuốc. Thì nó vừa bổ dưỡng, vừa là kiểu thuốc chữa bệnh. Cho nên mình cũng tự học để mà nấu cháo để cho mọi người thưởng thức. Đặc biệt, cháo ấu tẩu cũng xuất hiện trên thực đơn của các nhà hàng, khu nghỉ dưỡng cao cấp. Tại khu nghỉ dưỡng Hầm Ông Village, cháo ấu tẩu được chế biến kỳ công, phục vụ du khách vào bữa sáng hoặc bữa ăn khuya, vừa giúp đa dạng hóa các món ăn, vừa giúp góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị ẩm thực của dân tộc. Khi mà Hầm Ông Village có trong thực đơn món cháo ấu tẩu, thì cũng đã tiêu thụ cho bà con được một phần cái lượng ấu tẩu mà bà con trồng ra, như vậy cũng góp một phần nhỏ bé vào cái việc nâng cao cái đời sống cho bà con nhân dân khu vực biên giới. Thứ hai nữa là nó cũng là cái tôn chỉ của Hầm Ông Vít là sử dụng đa số những nguyên liệu cho ẩm thực ở Hầm Ông Vít để phục vụ du khách là bằng nguyên liệu từ bản địa của người dân địa phương. Từ một loại củ có độc tính mạnh, ấu tẩu đã được người Hà Giang chế biến để tạo thành một món ẩm thực đặc sắc, góp phần tạo nên sự độc đáo và hấp dẫn cho du lịch của mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, người lao động được nghỉ 5 ngày. Vì vậy, nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch đến địa bàn tăng cao. Để người dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ an toàn vui vẻ, Công an huyện Yên Minh đã triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, Công an huyện Yên Minh đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động xây dựng phương án, giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, trong đó tập trung triệt phá các loại tội phạm trộm cắp, đánh bạc, triệt phá các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Tuần tra, kiểm soát địa bàn cũng như là an ninh trật tự. Làm sao mà trong cái kỳ nghỉ lễ này bà con nhân dân cũng như là du khách đến địa bàn được an toàn nhất. Công an các xã, thị trấn trong huyện đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường tại các điểm dừng chân, góp phần giữ bình yên cho người dân và du khách khi tham quan và trải nghiệm tại Hà Giang. Cái việc phòng ngừa xã hội chúng tôi trọng tâm là tuyên truyền đối với lại đến người dân trên địa bàn, đồng thời là các du khách về một số những luật như là luật bảo đảm an giao thông, an toàn giao thông đường bộ, luật vũ khí vận động hỗ trợ, rồi là phòng cháy chữa cháy. Giao cho các đội giao thông trực tiếp thành lập các cái tổ tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo 24/24 suốt đêm, rồi là phối hợp với các lực lượng công an xã là tổ chức tuần tra trên các cái tuyến đường, đặc biệt là tuyến đường quốc lộ 4C, tỉnh lộ 476, tỉnh lộ 476B và các đường liên thôn liên xã, làm sao đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong tham gia giao thông cũng như là khách du lịch đến địa bàn huyện. Với việc triển khai đồng loạt các nội dung công tác đảm bảo an ninh trật tự trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, trên địa bàn huyện Yên Minh cơ bản đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp cho du khách và người dân có kỳ nghỉ lễ an toàn, lành mạnh. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam phục vụ điều tra đối với hai đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Trước đó, ngày 25 tháng 4, Phòng An ninh Nội địa đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh và Công an huyện Đồng Văn phát hiện hai đối tượng là Thò Mí Xính sinh năm 1994 và Vừ Nỏ Pó sinh năm 1995, cùng trú tại xã Má Lé, huyện Đồng Văn, có hoạt động tổ chức đưa 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực thôn Nhù Sang, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn. Bước đầu các đối tượng khai nhận, do bàn bạc từ trước, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4, lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở, hai đối tượng Xính và Pó đi bộ lên khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc,
thuộc thôn Nhù Sang, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, đón 4 người Trung Quốc, sau đó đưa ra thị trấn Đồng Văn và di chuyển bằng xe khách về thành phố Hà Giang để đi vào các tỉnh phía Nam với mục đích xuất cảnh đi nước thứ ba. Khi đến thành phố Hà Giang thì bị lực lượng công an bắt giữ. Phòng an ninh nội địa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép và chuyển hồ sơ vụ án đối tượng cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web hasangtv.vn hoặc kênh YouTube Hà Giang TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.